Đoàn Thanh niên xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu vừa tổ chức ra mắt mô hình tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt tại tuyến lộ Chồng Nhãn - Gò Cát. Đây là tuyến đường điểm đầu tiên trên địa bàn xã Hiệp Thành thực hiện mô hình tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt. Tham gia vào mô hình tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt tại tuyến lộ Chồng Nhãn - Gò Cát, bước đầu có 15 cơ sở sản xuất kinh doanh mua bán trên địa bàn như quán bánh xèo, tiệm sửa xe, quán cà phê, nhà nghỉ, sân bóng đá, tiệm tạp hóa. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Hiệp Thành cho biết, hoạt động được thực hiện với tinh thần triển khai đến các cơ sở kinh doanh, quán ăn uống, tiệm tạp hóa trên địa bàn xã, sử dụng nền tảng số để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi, an toàn cho người dân. Đồng thời, thông qua mô hình điểm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, cách thức thực hiện chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong việc thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số, tiến tới thực hiện xã hội số trên địa bàn xã.